kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Ba Tây vào ngày 15 tháng 6 năm 1989 với chủ đề Âm thanh bên trong tạo nên tình thương bao la vô bờ bến. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8. tôi rất hân hạnh được gặp quý vị từ nhiều quốc gia đến xung họp nơi đây. Ít nhất cũng có 4 hay 5 nước, thật là một buổi họp quốc tế hiếm có. Chào mừng quý vị đến dự buổi họp quốc tế ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng chung vui với nhau và khi trở về nhà, chúng ta sẽ giữ mãi được sự vui vẻ này trong một thời gian lâu dài. Phải, chắc chắn là như vậy. Đến nghe giảng về chân kinh, chúng ta được hưởng rất nhiều phước báu bởi Thượng Đế hay Phật Bồ Tát sẽ giá trị cho buổi thuyết pháp này. Bây giờ, quý vị có thể hỏi tại sao tôi lại ở đây. Trước tiên, tôi đến đây để thăm đệ tử. Một số đệ tử của tôi rất thành tâm và mong được gặp sư phụ, có nghĩa là sư phụ của họ. Theo tiếng Trung Hoa, sư phụ chỉ có nghĩa là một vị sư tu hành, chẳng có gì lớn lao cả. Như vậy, có nghĩa rằng tôi không cho mình là một vị đại sư phụ. Thứ hai, tôi đến để chia sẻ với quý vị một phương pháp có thể giúp quý vị câu thông với lực lượng vĩ đại nhất, tối thượng và vĩnh cửu ở bên trong quý vị. Tại sao chúng ta cần phải câu thông với lực lượng vĩ đại này? Tất cả chúng ta đều có cái gọi là thiên đàng ở bên trong chúng ta. Người Trung Hoa gọi thiên đàng này là Phật tánh, là đạo hay là lực lượng của tạo hóa. Và tín đồ thiên chúa hay các nước Tây Phương gọi thiên đàng là thiên quốc bên trong hay là Thượng Đế. Mỗi người chúng ta đều có thiên đàng hay lực lượng bên trong này. Nếu tìm được và dùng nó, chúng ta có thể làm được mọi việc hàng ngày. Chúng ta sẽ không quá đau khổ và cũng không cảm thấy rằng lực lượng của mình quá yếu, công việc của chúng ta quá nhiều và áp lực lại nặng nề. Bởi thế tôi muốn cống hiến quý vị phương pháp này để đem lại lợi ích cho quý vị bởi vì lực lượng này là do cái gọi là Thượng Đế ban cho chúng ta. Chúng ta nên tiếp nhận và sử dụng nó hoàn toàn miễn phí. Chúng ta không cần phải thay đổi cuộc sống, thay đổi nghề nghiệp hay những liên hệ gia đình của chúng ta. Chúng ta thường nghe nói rằng, nếu có ai muốn tu thiền để tìm Thượng Đế hoặc thành Phật, thì phải từ bỏ thế giới này, phải trở thành một nhà sư, cạo đầu và ẩn lánh trong núi sâu, có phải vậy không? Hay là chúng ta nghe rằng có nhiều thiền sư ẩn trốn ở những nơi yên tĩnh hoang vu để tu thiền, chẳng hạn như ở trong rằng núi Hy Mã Lạp Sơn, ít người qua lại. Tuy nhiên, đa số chúng ta đều bị ràng buộc bởi công ăn việc làm, trách nhiệm gia đình. Làm sao có thể lên Hy Mã Lạp Sơn được? Làm sao chúng ta có thể bế quan ở những ngọn núi cao đó? Như vậy là chúng ta không thể thành Phật, Chúa hay một vị minh sư được hay sao? không lẽ chúng ta không thể câu thông được với thượng đế hoặc thiên đàng có cách nào khác hơn để chúng ta có thể câu thông được với nguồn gốc chân thật của chúng ta không trong thiên chúa giáo nói rằng thiên quốc ở trong con phật cũng nói rằng phật tại tâm như vậy tại sao chúng ta lại phải lên núi cao để tìm đúng ra chúng ta có thể tìm được điều này ở nhà đó là cách ít tốn kém nhất tiện lợi nhất và đơn giản nhất bởi vì chúng ta còn có trách nhiệm đối với xã hội. Nếu tất cả mọi người đều cạo đầu, mặc áo nhà tu và đi lên núi Hy Ma Lạp Sơn, thì thế giới này không còn ai nữa, và cũng không còn con cái chi nữa. Điều này không hợp lý chút nào cả, và cũng đi ngược lại truyền thống nối dõi tông đường của người Trung Hoa và chính phủ Ba Tây cũng không cho phép. Vì Ba Tây rất rộng nhưng dân số lại thưa thớt, do đó cần phải có con cái nhiều hơn. Tôi có một phương pháp hữu ích cho kế hoạch quốc gia của quý vị, cho truyền thống nối dõi tông đường của người Trung Hoa, cho việc làm của quý vị cũng như điều kiện xã hội của quý vị nữa. Phương pháp này gọi là quán âm, theo tiếng Trung Hoa. Có nghĩa là chúng ta lắng nghe âm thanh nguyên thủy bên trong của chúng ta. Làm sao chúng ta nghe được âm thanh nội tại này? Đó là một loại chấn động lực mà Phật gọi là Phật tánh hay trong thánh kinh gọi là thánh từ nó tương đương với thánh từ hoặc âm thanh trong thánh kinh khi chúng ta lắng nghe chấn động lực bên trong hay âm thanh của thượng đế đó có nghĩa là chúng ta đang câu thông với thượng đế với đức chúa hay với phật và cũng có nghĩa là chúng ta đã tìm được phật tánh của mình hay thiên quốc ở bên trong rồi chúng ta sẽ phát triển nhiều về trí huệ đồng thời sự đau khổ cũng sẽ giảm đi, bởi vì thượng đế hay vị sư phụ bên trong sẽ săn sóc và giải quyết những khó khăn cho cuộc sống của chúng ta. Hầu hết, chúng ta không thể giải quyết những khó khăn của chúng ta một cách dễ dàng, bởi vì chúng ta chỉ sử dụng đầu óc có giới hạn của mình mà quên mất lực lượng vô cùng tận ở bên trong của mình. Một khi tìm được lực lượng này rồi, chúng ta sẽ dùng hoài không bao giờ hết. Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm được lực lượng bên trong của Ngài và Đức Giêsu Kitô cũng tìm được lực lượng bên trong vĩ đại nhất của Ngài. Cho nên các Ngài trở thành vĩ đại nhất và có trí huệ nhất cho đến hàng ngàn năm sau toàn thế giới vẫn còn sùng bái các Ngài. Chúng ta có thể tôn sùng Đức Chúa Giêsu hay Phật Thích Ca Mâu Ni nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng chúng ta cũng có thể vĩ đại như các Ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói ta là Phật đã thành. Các con là Phật sẽ thành. Đức Chúa Giêsu cũng nói rằng, bất cứ việc gì vĩ đại mà ta làm được ngày hôm nay, các con cũng có thể làm được. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể bình đẳng ngang hàng như các ngài. Nếu chúng ta muốn ngang hàng như các ngài, chúng ta cần phải học phương pháp mà các ngài đã tu hành. Phương pháp này chính là pháp môn Quán Âm, hướng vào bên trong để nghe âm thanh nguyên thủy của chúng ta đó chính là thiên quốc lực lượng của thượng đế hay là phật tánh càng câu thông với lực lượng bên trong này chúng ta càng trở nên vĩ đại thật vậy cũng giống như ở trường học chúng ta càng học nhiều kiến thức càng gia tăng chúng ta có thể học từ bên trong và càng học chúng ta càng mở mang trí huệ người trung hoa có câu thường tùy phật học có nghĩa là học từ bên trong Tôi có nói với những thính giả Trung Hoa rằng Nếu họ không hiểu được tiếng Bồ Đạo Nha hay tiếng Anh Thì họ chỉ cần nhìn mắt tôi Không cần phải phiên dịch gì cả Mắt sẽ tự hiểu được Phiên dịch chỉ dành cho đầu óc mà thôi Nhưng mắt sẽ truyền thẳng tín hiệu đến linh hồn Dù quý vị không biết nói tiếng của tôi Chỉ cần chăm chú nhìn vào mắt của tôi một lát Là quý vị có thể cảm nhận được quý vị sẽ được khai ngộ, bình an, hạnh phúc và tràn đầy tình thương. Đây là ngôn ngữ của vũ trụ, là tình thương và hạnh phúc. Sự thật là như vậy. Không cần hiểu tiếng Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, tiếng Anh, vân vân. Không cần những hệ thống phức tạp như vậy. Khi em bé vừa mới sanh ra, người mẹ chỉ cần ấm em trong tay thì cả hai cùng thông hiểu nhau. Con chó của quý vị hiểu được quý vị con mèo của quý vị hiểu được quý vị không ai cần phải nói gì hết có phải không đấy mới chính là thứ ngôn ngữ tốt nhất bởi thế tôi đến đây để nhắc nhở quý vị về ngôn ngữ của tình thương ngôn ngữ của con tim ở bất cứ quốc gia nào chúng ta cũng có thể nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ này được phải chúng ta đã có làm như vậy rồi nhưng chúng ta nên phát triển thêm từ tình thương của mẹ đối với con tình thương giữa vợ chồng giữa bạn bè cho đến tình thương đối với quốc gia rồi đến tình thương đối với nhân loại và đến tình thương đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ bao gồm tất cả loài vật loài hoa cỏ các loài côn trùng và tất cả chúng sanh vô hình mà chúng ta rất sợ hãi chúng ta không cần phải sợ chúng sanh vô hình nếu chúng ta có tình thương vì chúng sanh vô hình cũng sẽ thương chúng ta chúng ta dùng sức mạnh vĩ đại của tình thương nội tại này để đánh tan bốn tối, để kết hợp tất cả mọi người và tất cả chúng sinh lại với nhau. Tất cả chúng ta đều có lực lượng tình thương này, đó là thượng đế bên trong chúng ta mà người đông phương gọi là Phật tại tâm. Thật ra, Phật và thượng đế cùng giống nhau. Ở đông phương, Phật đại biểu cho tình thương, lòng từ bi và ở tây phương, thượng đế có nghĩa là tình thương. Thật vậy, nếu Phật và Thượng Đế đều là tình thương, thì Phật và Thượng Đế giống nhau. Vấn đề của chúng ta bây giờ là làm sao tìm tình thương bên trong của chúng ta. Chúng ta đều tưởng rằng chúng ta biết rõ tình thương là gì. Phải, chúng ta đã biết, nhưng chỉ một phần nhỏ mà thôi. Bởi thế cho nên, Chúa Giêsu đã dạy, chúng ta phải biết thương yêu những người chung quanh, và cao cả hơn nữa là thương yêu kẻ thù của chúng ta. Đức Phật, Mohammed, Socrates, Lão Tử, Trang Tử cũng dạy người ta như vậy. Bởi thế, tôi đến đây cũng để nhắc nhở quý vị cùng một thông điệp xa xưa là làm thế nào để phát triển tình thương vĩ đại bên trong này để chúng ta có thể yêu thương những người chung quanh của chúng ta. Tình thương này là vô hình nhưng thật vĩ đại cho nên chúng ta có thể cảm nhận được và tùy nghi sử dụng tại sao lực lượng vĩ đại bên trong này gọi là tình thương bởi vì nó tha thứ hết tất cả những tội lỗi của chúng ta và rửa sạch hết tội lỗi này không cần biết chúng ta làm sai điều gì trước đây chỉ cần chúng ta câu thông được với tình thương này biết được tình thương này chúng ta sẽ trở thành vô tội như một trẻ thơ vậy vì thế được gọi là tình thương tình thương không biết đến tội lỗi không có biên giới không có quá khứ, chỉ có hiện tại. Chúa Giêsu đã dùng tình thương này để rửa sạch tội lỗi của các môn đồ. Đức Phật đã dùng tình thương này đưa chúng sanh về Phật quốc. Và vị Krishna ở Ấn Độ, vì có được tình thương này mà cho đến nay vẫn còn được người dân Ấn Độ thương yêu và tôn kính. Các ngài là những vị minh sư vĩ đại thời xưa, và còn rất nhiều vị nữa. Giả sử sự có muốn kể hết tất cả những vị minh sư của thời cổ xưa. Chúng ta không thể kể hết trong một ngày, hai ngày hoặc ba ngày được. Chúng ta biết và tôn sùng các ngài thì đó là điều tốt. Bởi vì các ngài sẽ nhắc nhở chúng ta phải tự mình trở thành minh sư. Phải. Tôi đến đây cũng để nhắc nhở quý vị rằng quý vị cũng có thể vĩ đại như Chúa Giêsu, xu Krishna, Đức Phật, Mohammed, Lão Tử, Trang Tử, vân vân. Muốn trở nên vĩ đại rất dễ, chỉ cần tìm được trí huệ của mình. Điều này đã có sẵn bên trong quý vị, chứ không phải điều mà tôi sẽ ban cho quý vị, hoặc Chúa Giêsu hay Đức Phật sẽ ban cho quý vị. Không ai có thể cho chúng ta trí huệ được, ngoại trừ chính bản thân chúng ta. Nhưng các ngài có thể nhắc nhở chúng ta, các ngài có thể chỉ cho chúng ta phương cách tìm lại trí huệ của mình các ngài có thể cầm tay chúng ta đứng một bên và khuyến khích chúng ta tiếp tục tìm nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta cần phải tìm phải biết cách tìm và chúng ta phải biết quý trọng trí huệ này sau khi chúng ta đã tìm được cho nên con đường trở về thiên quốc là đi tìm trí huệ của mình ý nghĩa thật sự của thiên quốc là trạng thái của mầu nhiệm của hạnh phúc và của sự thánh thiện cho nên, chúng ta trở thành thánh nhân, chúng ta thanh cao, thật hạnh phúc, thật an lạc. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã tìm được thiên quốc. Cũng đôi khi chúng ta cảm thấy cực lạc và hạnh phúc, đó cũng thật sự là thiên quốc trong trình độ hiểu biết của chúng ta. Vì thế, chúng ta thường nghe nói rằng có Phật quốc đẹp đẽ, có lạc thổ, có thiên quốc hay thiên đàng vân vân, tất cả có thật. Và chúng ta có thể tự ý dạo chơi khi đến đó rồi chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an lạc và càng hay đến đó trí huệ của chúng ta sẽ càng mở mang hơn và càng cảm thấy vui vẻ hơn đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải tìm cho được thiên quốc hay phật quốc sau khi chúng ta đến thăm phật quốc nhiều lần chúng ta sẽ có trí huệ như phật và chúng ta sẽ trở thành phật cũng tương tự như vậy tây phương nói rằng sau khi chúng ta đến thiên quốc thường xuyên, chúng ta sẽ đồng nhất thể với Thượng Đế. Bởi thế cho nên, Chúa Giêsu sau khi đến thăm thiên quốc nhiều lần, Ngài đã tuyên bố, ta và cha ta là một. Tuy nhiên, ở thời đại của Ngài lúc đó, không phải mọi người ai cũng tin tưởng vào những gì Ngài nói. Vì bản thân họ chưa đạt đến trình độ của Ngài, nên họ không hiểu được Ngài, rốt cuộc họ không tin Ngài chúng ta bây giờ cũng vậy nếu có người nói với chúng ta rằng ta đồng nhất thể với thượng đế ta và cha ta là một hay là ta đã thành phật chúng ta khó mà hiểu và tin được nhưng chúng ta không cần phải tin chúng ta có thể tự mình thể nghiệm sau đó chúng ta cũng còn đủ thời gian để mà tin mục đích của tôi là cống hiến quý vị một cơ hội để tự mình thể nghiệm để quý vị có thể tin tưởng được Thật sự có Phật quốc không? Thật sự có thiên quốc không? Thật sự có thiên đàng không? Chúng ta có thể tự tìm thấy trong lúc được truyền tâm ấn. Thí dụ như chúng ta nhìn thấy tất cả những vị thánh nhân thời xưa, quanh đầu các ngài đều có hào quang. Đó là vì các ngài đã phát triển được ánh sáng bên trong. Các ngài câu thông được đầy đủ điện lực của Thượng Đế. Nếu chúng ta được đong đầy điện lực này, chúng ta cũng sẽ trở thành ánh sáng. Chúng ta có nghe qua rằng khi Chúa Giêsu được rửa tội bằng nước, ngài trông thấy ánh sáng trắng chiếu xuống từ thiên đàng. Bây giờ khi được rửa tội, chúng ta cũng có thể nhìn thấy như vậy, hay tối thiểu cũng thấy tương tự thì chúng ta mới tin rằng chúng ta thật sự được rửa tội. Nếu không, đó chỉ là một thứ lễ nghi và không có gì đáng nói. Khi được truyền tâm ấn quý vị có thể có thể nghiệm như Chúa Giêsu vậy. Trong Thánh Kinh cũng có nói rằng, có người nhìn thấy Thượng Đế. Thượng Đế giống như một cột lửa lớn, như tiếng sấm, như tiếng thủy triều. Khi chúng ta được truyền tâm ấn, chúng ta sẽ có thể nghiệm giống như vậy, hay có khi còn cao hơn. Khi đó, chúng ta có thể biết và tin tưởng rằng chúng ta cũng được khai ngộ như những vị thánh nhân ngày xưa và cũng đang được ở trong sự hiện hữu của thượng đế. Trong kinh Phật cũng có nói rằng, Phật Bồ Tát nghe được nhiều âm thanh khác nhau và nhìn thấy ánh sáng. Quý vị cũng có thể nhìn thấy ánh sáng này và nghe được những âm thanh này lúc thọ tâm ấn. Như vậy, quý vị có thể biết rằng mình đã đi đúng đường và thật sự đã được khai ngộ. Quý vị đã trở thành Bồ Tát như những đệ tử của Đức Phật khi ngài còn tại thế. Quý chính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Ba Tây vào ngày 15 tháng 6 năm 1989 với chủ đề Âm thanh bên trong tạo nên tình thương bao la vô bờ bến. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển 8.